Ok, hello tất cả mọi người đến với channel của mình nha. Thì mình là Minay. Thì cũng như tôi nói hôm qua đấy, thì hôm nay tôi sẽ review trái Gumball Awakening cho mấy ông cùng xem. Ok, thì tôi đi đâu đó tầm khoảng 4 round rồi. Thì tôi đã Awakening được 4 chiêu rồi. Nhưng mà nó có một cái con nhân vật dưới đây này. Chắc là con này mấy ông cũng biết rồi. Để tôi xuống cho mấy ông xem. Thôi xuống ngoài đáy luôn, le xuống sao? À xuống ngoài đây. Nó có cái con này để mấy ông bật hoặc tắt Awakening ấy. Đây, tôi có 4 chiêu rồi này. Để tôi review những cái skill chưa Awaken cho mấy ông xem nhá. Chiều dắt nó sẽ bắn không? Một cái con rồng bé tí. Đây thì tôi chỉ review sơ sơ cho mấy ông xem thôi. Tại vì đa số mấy ông đều biết hết skill của cái này rồi. Ok. Giờ tôi sẽ đổi qua skill Awaken để... Má ơi, tôi bị leo lưỡi mấy ông. Bây giờ tôi sẽ đổi qua cái Awaken để tôi review cho mấy ông xem, xong rồi bọn tôi sẽ đi ra lấy drop skill cuối, xong clip sau tôi sẽ review bọn em V2 luôn nhá. Tại vì đi ra cũng khá là lâu mấy ông. Đây. Trái đầu tiên skill đầu tiên là Lightning Back. Cũng là một con rồng, nhưng cái này là một cái đầu rồng bự đúng không? Còn khi chỉ là một con rồng bé tí à, như một con Jun đấy. Còn Hunter Stone thì nó sẽ ra những cái sấm to hơn một tí, đẹp hơn một tí. Đam to hay không? Đam to thì chắc chắn sẽ to hơn rồi, nhưng mà cũng na ná như trái cũ thôi đúng không? Nó cũng na ná như lúc chưa Awakening thôi, nhưng mà nó đẹp hơn ấy. Chiêu C thì bình thường ấy, tôi để ý nha, chiêu C của trái Gumball ấy, khi mà dùng xuống nó sẽ như một cái suối nước đúng không? Chứ nó không có giống điện, cũng như một cái suối nước ấy. Nhưng mà khi mà đã Awakening lên, nó sẽ tên là Sky Jun Gaming. Đấy, Sky Jun Gaming, Jun Gaming gì đó. Thì nó sẽ như một cái sấm chớp. Còn chiêu B thì tôi chưa có nâng cấp đâu. Giờ bọn tôi mới đi nâng cấp này. Để tôi đi quay chát quỷ ra. Gà trái gà gần là tôi ăn trái gà gần luôn ấy. Nhưng chưa đủ. Ui 28 phút nữa. Để tôi sẽ đi lấy trái bơm đỡ đi. Hậu ơi, đi Hậu ơi. Ok. À đúng rồi, còn chiêu F nữa. Chiêu F bình thường của mấy ông khi mà sử dụng ấy, nó chỉ được một lần thôi. Còn chiêu F này nó được tới 3 lần rồi, mà còn hồi skill nhanh nữa mấy ông. Đấy, nó sẽ hồi như là một cái stat gì đó mấy ông. Nó cứ hồi bụp ấy. Có gây đam nữa anh, có gây đam nữa hả? Đâu, gây đam như nào? À, khi mà mấy ông S chiêu người nó sẽ gây đam với nhau mấy ông. Tôi thì tôi không nâng điểm chát quỷ, nên tôi chỉ review skill cho mấy ông xem thôi. Có gây đam nữa. Thôi đi qua Awakening chiêu cuối cùng mấy ông ạ. À đúng rồi, khoe đấy, khoe 10m bounty. Sao mày đéo nói cho nghĩa là mày tắt mic hết vậy? Tại vì anh bảo là clip mà. Tụi mày nói chuyện mà tụi mày nói về vấn đề quay clip chứ đâu phải nói về vấn đề quýnh lộn mà bay lên trời, hiểu không? Đây thì tụi nó quýnh lộn nãy giờ. Mất cười quá. Trời má. Kêu vô quýnh quay clip đi quýnh lộn không à. Sao lúc mà tao đéo quay thì tụi mày đéo đi quýnh lộn, mà tao vô quay tụi mày lại quýnh lộn. Nó là như vậy á. Nó bị gảnh đây. Ba thằng thôi nha má. Ủa 4 thằng đúng không? Đi một lần được 5 người đúng không? Đi em đợi. Rồi được, đi được 4 người à. Đi xin đi vô cho nó bóng súng rồi. Ờ si thật à. Con si giả, thằng lồn sẽ 3 mét. Thằng lồn min á. Hỏi hỏi đi về nghe. Bọc slot nữa, ui giời đéo đi về. Đừng đi về bạn, đi về là... Chứ tôi bắn súng mà. Thì bắn súng không được đâu. Mà, đam tay được mà. Chứ ba người sao đi được bạn, ba người đi sao lại. Tao phải phụ chứ. Ok. Wow, tôi có cái kính xịn ở đáy bạn ạ. Bạn đéo có kính à? Không. Bạn ngu vậy là. 10.000 con đô pha cũng không gà. Ờ, tôi trang bạn ấy. Mà ông tin không, cái lúc mà từ update mà level full là 1.100, mà ông tôi mới chạy lại game. Mà nói chạy lại game cũng đéo phải nữa, kiểu tôi chỉ vô tôi cày level thôi ấy, chứ tôi cày tí xong rồi tôi off rồi, chứ tôi không có chơi lại, không có đi giao tiếp với ai hết. Thì là lạnh lạnh tôi vô tôi đánh đô pha mấy ông, tôi đánh tận tới update này mới nhận được cái kính đô pha. Khó hiểu thật sự. Sao cái súng tôi mạnh quá vậy? Bắn cái quái chết quèo. Mạnh mà. Thật súng mạnh mà.
Hồi xưa tôi cũng xài súng nhưng mà tôi đã hết xài rồi, hết xài kiếm rồi. Này dễ. Tính ra đi cũng nhanh nhờ. Tính ra đi cũng nhanh nha, phải không? Tại vì hôm qua bọn tôi đi có 3 người à, nên đi cũng khá là lâu. Này đi 4 người đi nhanh vậy đái luôn nè. Chém tí qua qua đảo 3 rồi, thế này chắc tầm 6-7 phút là xong rồi. Gì sao điên? Nó rảnh mày đang chém nó bay vô đó đánh bật bay quái văng ra cái nó chạy. Rồi. Đéo tin luôn. Tự nhiên tao đang đứng tao chém cái ba nó cái nó sogu vô nó ít của sư bộ mình cái quái văng ra cái nó chạy mất tiêu. Tôi sẽ dùng trái ác quỷ để awaken. Quay. Điện mùi dạng von. Thì giống Pikachu vậy hả? Không khác chuyện Pikachu á. Hoặc là lần này là lần thứ hai tôi nhặt được trái gumball rồi, đúng không? Đợt trước tôi nhận được nhưng mà kiểu tôi đang đi săn booty ấy nên tôi không ăn. Tôi ăn rắc với Tori để tôi đi săn cho nó dễ. Nên tôi vứt luôn. Tôi hỏi châu xe bò có ông nào ăn gumball không? Cũng không ai ăn. Thế là tôi vứt luôn. Thôi lần sau chị. thằng em tôi nó quay một phát này lại ra trái gumball nữa. Thế là mới có giác quỷ để test Hawking cho mấy ông ăn này. À lộn, cho mấy ông coi luôn này. Này, tôi thấy trái này có gì đâu mà ai cũng thích rồi. Ai biết. Tôi lại thích trái đất Awaken hơn, phải không? Tại vì trái đất ấy nó có tele này, skill nó nhanh nữa, phải không? Mà nó còn kén các kiểu rồi nữa, nó xịn quá. Cái này thì cũng mạnh à, nhưng mà chỉ dùng cho những người xài giác quỷ thôi. Còn tôi là tôi xài kiếm. Nên cái nào ra skill nhanh thì xài thôi, chứ không cần đam. Ờ thì lấy bo le mà. Nhưng mà là lấy bo le, đúng rồi. Chứ không phải người ta à, thích. À, lấy bo le á hả? Đúng rồi. Tôi tưởng đâu người ta thích dùng. Wow, bộ cái bo le mạnh lắm hả? Đúng vậy. Rồi, tôi chưa có cây bo le V1 nữa. Chắc là xong clip này tôi đi về đảo cũ tôi lấy cây bo le luôn. Xong rồi mai lại quay clip bo le Awaken cho mấy ông xem. À không, bo le V2. Hài lúa vậy đá luôn. Bo le Awaken. Chào quê. Con của cậu thật là đáo đệ. Thấy, nó xài cái bồ kìa. Kenkidama. Gì vậy anh hai? Kenkidama em. Điện ngôi giảng quân. Gì vậy? Tội chứ là gì vậy nha. Tao nói ném bơm nhiều quá bạn ơi. Thiên lôi, đánh vỡ đầu. Kamehameha. Tôi lại cũng quái là vừa còn anh. Mọi người tổng hợp các anime. 5 minutes later. Boss gớt xuống biển hoài bạn ơi. Chắc hỏi cho em xin bot. Trong xin bot ai cũng muốn ăn bên vậy là xin bot. Tôi vô để tôi có mình gô đâu ra. Sẵn ai dạ. Cả bot rồi nhưng mà chưa có mình gô thôi à. Không mình gô, mình gô, mình gô chắc ai ăn rồi. Mình gô lại nó phải ra sớm hơn. Mình gô 45 phút spa mà. Ủa vậy hả? Bữa thằng nào nói 30 phút rồi. Còn lúc phải con nào cũng 30 phút hết. Sao con này trâu quá vậy? Đánh hoài nó không chết rồi. Nó lì gì chứ. Nó chơi đam mê. Ôi xong rồi. Rồi cả bắt có rồi nhưng mà Mingo chưa ra thôi. Uầy vẫn được cả bắt mặt. Uầy mẹ anh Min xịn. Uầy tôi luôn này xịn ở đây. Ôi nhưng mà sao tôi lại cười mặt đạ tôi đâu. Ôi nâng cấp này. Uầy tôi full Awaken rồi nè bạn. 5000 phút bình của tôi. Bạn ra đây cho tôi test thử đi bạn. Cho tôi test skill đi bạn. Ê tụi mày đứng chùm cho ta anh dồn skill đi. Không. Nhưng mà nhỏ không, 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 ra đây đứng chùm cho tôi dồn skill đi. Không. Ok không. Bạn. Ờ, bên đây này. Đứng bên đây một chùm bên đây, đừng đi. Xích ra, xui. Hôi kêu xích ra mà đứng một chùm chứ không phải đứng xích ra tảng tảng, hiểu không? Là tụi mày đứng xích ra tao một tí á, hiểu không? Đứng xích ra, ờ, tụi mày đứng lên đi. Đây rồi, đây rồi. Bất mẹ skill Z rồi. Đây rồi. Để thử. Mẹ kìa. Ui. Đó, nó dằn gà hết luôn. Ê, để thử đi, đứng chùm lại để tụi ép thử. Wow. Ok kìa. Ủa, chỉ có một người hả? Ờ, nghe ra một người à. Một người hả? Có nâng DF đâu mà mạnh em. Ủa chiêu này nó không bay cao nha. Ủa
chiêu này sao nó ít quá vậy? Tôi nhớ chiêu chiêu C của chiếc cụ nó bay cao lắm. Hay là phải gồng? Đi thử nha, đi thử. Gồng bước coi. Đi thử. Đừng bắn nào. Có pen nè. Để gồng thử đi. Không gồng được. À, nó chỉ có bao bao nhiêu à? Chỉ có TV thôi. TV nè. Ờ, tính ra chiêu C cũ sẽ nó sẽ to hơn đúng không ông, nó sẽ lâu hơn ấy, để cho tôi đổi chiêu cũ tôi test thử cho nó không xem nha. Các bạn sẽ chiêu C qua cái nên dễ trúng hơn anh. Ờ, với cả anh thấy cái chiêu C nó kiểu nó lâu hơn ấy em, nó làm người ta khống chế lâu hơn á, tôi nghĩ là vậy. Biết xài cái không, biết xài cái không, để tôi thử nha. Không biết xài. Ok ơi, ủa nhưng mà anh hỏi này, bây giờ anh đổi cái ác quỷ khác rồi mà anh lấy bơ lên 2 được không? Không anh giờ bây giờ đâu được chứ, đúng ta. Chiêu C này nè. Chiêu C này nó lâu hơn này đúng không? Thì nó lâu vậy đái luôn á. Đâu phải đúng chứ. Nó lâu vậy đái luôn á. Cô nào phải cần đi một gai nữa là được. Tôi đi thêm một gai nữa chắc được luôn. Nhưng mà phải còn ăn combo đúng không? Rồi còn ăn combo em chắc vậy á. To vậy. Nhưng mà nó khó trúng lắm anh. Để lay lâu vậy. Để tôi test thử combo của tôi đi sang Bodhi với ông xem nhá. Tôi combo ngu lắm. Đấy là nguyên combo của tôi đấy nào. Kìa. Tem mất được tem máu rồi. Ê anh có nửa cây à. Không, tại vì tao dồn nhiều. Ôi em để mất máu. Thôi đi săn boss đi mấy ông. Đi săn boss cái rồi kết thúc clip nha. Ti vào đây. Săn boss đây. Ti đi. Săn boss đây. Tim bon. Ti đi. Ây da, đau. Đau. Trời ơi. Dừng tên mình đến mất thì bấm nội. Ok, ở nhân vật chính chứ. Mà anh không mất rồi. Hầu ăn của nhân vật chính. Ok. Đi ăn Bellamy. Bellamy anh. Ê, để lên coi có Mingo không. Hehehe. Exeter 150. Bay sao rồi đá luôn ấy. Ba sợi tách. Có Mingo. Nói công chuyện thiệt. Trời ơi, à đúng rồi, tôi phải dùng skill chép quỷ để tôi đánh đúng không? Ừ. Hôm nay review chép này. Tôi Kamehameha. Ai làm lộn cái kia đó mà. Trời ơi mấy ông ngộ. Tao dùng chép quỷ, tao dùng chép quỷ không được. Trời ơi, không được cái gì luôn. Không được cái gì luôn. Trời ơi mấy ông nội. Không được một cái gì luôn. Thôi là giết cái xe đó. Mấy ông đầu tuần này chắc chết trong là một nốt nhạc luôn á hộ. Bà không nhận nhiệm vụ luôn. Tôi nói anh giết rồi. Nhận nhiệm vụ lấy Belly đi. Tôi còn 4 mét hả? Tôi ra lắc rồi. Không, tụi này nó hấp hết anh trai. Anh lắc em. Đó lẽ không nó hút hết bạn. Anh mới bị lắc em từ em ơi. Cái này đó, chưa vậy làm bù cũng bô nửa cây máu rồi đó. Ủa sao giờ? Nhận nhầm nhiệm vụ rồi. Chết bot rồi đó. Chết chưa? Sắp rồi bạn. Chưa lên. Chết luôn anh. Một đấm nữa thôi. Là nó chết. Mày đánh nhanh vậy. Để cho nó hiểu máu đi. Tao bị lát. Chưa được 15 giây nữa. Thử cho nó hết mặt. Trời ơi, con boss có 850 à. Một đám bu vô đánh. Trời không. Bấm gì. Skill. Combo. Cho nó hồi máu nữa anh. Combo. Anh sẽ giết nó bằng cái combo em. Đâu rồi. Xâm chấp chuyển hướng. Ok. Sao chết vậy? Thằng nào bắn nó chết. Thằng nào bắn xài gôn bắn nó chết. Ai không xài. Ở đây này hai thằng gôn nhưng mà tao không bắn. Thằng lầu tướng Ken đúng thằng không? Mai thằng. Nhưng gì có ớt kìa. Mày nói im, im. Mày bắn. Vậy thằng sao đi rồi. Thằng sao đi nó bắn rồi. Người có đắng. Cái game. Qua đây nhé. Ta dùng combo. Thôi clip cũng xin kết thúc tại đây nha. Em đế với melee nhưng mà em bắn nó vẫn thấm mà em, súng có giật độc mà. Ok, clip xin kết thúc tại đây nha, chúc mọi người mới vui vẻ nha, tạm biệt và hẹn gặp lại. Tao xin một đăng ký một like nha mấy ông, bye bye. Đi đi.